Thưa quý anh chị Nhâm Tý thân mến, nửa đầu năm 2023 của con chuột 1972 là thời gian trải qua nhiều chuyện u ám, là u ám, chứ không phải là buồn sầu. U ám, tức là tròn chỉnh khởi những màu hồng. Về cuộc sống xung quanh, những thất vọng về nhân tâm, những buồn bực về nhân tính, sẽ vì một bức tranh ảo ảnh để lộ ra một bức tranh đầy tính chân thật về cuộc đời. Suy cho cùng, thì đó vốn chính là nhân sinh, người ta tưởng tốt, lại không phải là người thật sự chân tâm, người ta tưởng ở bên, lại rời xa khi trời cao vần xoay biến chuyển, người ta tưởng là tử tế, lại chỉ đợi công kích phía sau mình, sau cơn mưa, luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết nắm bắt và tận dụng những cơ hội được tiết lộ sau đây, thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, nếu có kiếp sau của anh chị nhìn vào anh chị lúc này, chắc chắn chán lắm, vậy nên 1972, hãy kiên cường lên nhé, kiên cường cho những gì mà anh chị lựa chọn, cho những gì mà anh chị tin tưởng, cho những thành tựu đang chờ anh chị ở phía không xa. Thưa anh chị Nhâm Tý thân mến, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Nhâm Tý đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời còn lại gì. Nhâm Tý đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay nhiều tài sản. Đó là cái kết Nhâm Tý đáng được hưởng vì những vất vả và bộn bề mà bản mệnh đã phải trải qua. Niềm tin của Nhâm Tý được coi là một món quà, và đó là quà thì không phải ai cũng có được. Có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt, điểm ẩn vô hạn những khả năng, vô vàng đều ẩn chứa. Niềm tin vào tín ngưỡng là một món quà tuyệt vời. Anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, một ngọn hải đăng chỉ đường cho anh chị mà tiếp tục bước đi đúng mệnh, đúng đạo, đúng lý, giữ vững bản tâm, mà kinh qua những tháng ngày bon ven nơi cõi tạm, vì đó là một món quà tuyệt vời, nên hãy giữ gìn nó, như giữ lại cái bản tâm của chính Nhâm Tý. Vậy, niềm tin đặc biệt nhất mà Nhâm Tý có đấy là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn thì ta ắt làm được, chỉ cần ta cố thì vạn điều sẽ thuận lợi hanh thông, chỉ cần ta nỗ lực, ta chăm chỉ và ta thực sự nghiêm túc thì kế hoạch cuộc đời sẽ thẳng đường thành công. Cái món đặc biệt này của Nhâm Tý lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lúc đời hành, thỉnh thoảng trời trêu, vạn đều vần xoay, bào mòn đi cái niềm tin của bản thân mà Nhâm Tý có lắm lúc ngẫm lại thì ta đã bị cuộc đời dìm xuống. Cái đoạn từ 2019 đến nay với Nhâm Tý không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào không mấy hiểu, nghĩ cuộc đời Nhâm Tý chẳng mấy thứ phải lo toan. Thị phi như không khí hít thở kịp thời, như cơm ăn chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chiến. Tôi không than thở, không phải vì cuộc đời tôi dễ quá, tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức mà tôi chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Nhâm Tý bao giờ. Anh chỉ chuyển cảnh được, vì nó không quá cần, cũng chỉ biết nói rằng, đến cái đoạn 2024, mọi thứ anh chỉ làm ở hiện tại, nhìn lại, sẽ thấy đáng giá, để nỗ lực lắm thay. Người bước vào đoạn hậu trung vận, thân thấy cô độc, vì mỗi sáng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình, và mình thì chẳng còn ai để dựa cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường lên cho những trách nhiệm mình đang mang. Chỉ có vậy thôi, từ nay đến Tết 2024, có nhiều khởi sắc đáng kể, đóng nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công. Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm hoa kết trái thì người khác hưởng. Cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí tuổi càng cao, càng nhiều lo nghĩ, không lúc nào bằng. Bởi vậy, số Nhâm Tý chỉ được hưởng an nhàn vào khoảng độ tuổi từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi trong mức độ trung bình. Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ, lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc, cũng như về đường con cái, con cháu nên danh mau lẹ, nhờ có phúc đức. Sống hưởng thọ trung bình, từ 77 đến 86 tuổi, nếu làm phúc đức, thì hưởng thêm niên kỷ. Cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và an vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả. Sự nghiệp không ấy vững chắc vào những năm ở giữa của cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ. Để tạo cuộc sống cho đến nay, tiền tài rất ít nhưng không yếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt.
Mời bạn cùng Minh Đường tử vi xem luận giải chi tiết tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 theo những phương diện quan trọng: sự nghiệp, tiền tài, gia đình và sức khỏe. Đối với nam mạng tuổi Nhâm Tý, vận trình công danh, sự nghiệp của nam Nhâm Tý trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 không có nhiều biến động lớn. Năm này, đương số nên tránh đặt kỳ vọng quá nhiều vào các mưu sự lớn, đứng rất khó khăn, thử thách của năm Quý Mão, mệnh chủ cần phải luôn thật sự kiên cường và bình tĩnh, tinh thần ổn định, lý trí minh mẫn sẽ giúp quý nam nhìn nhận vấn đề tốt hơn, từ đó dễ dàng tìm ra được hướng giải quyết tối ưu, giúp vận trình khởi sắc. Nếu muốn đầu tư kinh doanh thì nên bắt đầu với những dự án có quy mô nhỏ, hoặc đối với những dự án có quy mô lớn thì cần cân nhắc kỹ lưỡng, chia giai đoạn đầu tư và giải ngân nguồn vốn thành nhiều thời điểm. Từ nay tới Tết 2024, phương diện tài chính của nam Nhâm Tý duy trì ở mức bình ổn. Năm này, bản mệnh cần ưu tiên tích lũy, phòng hờ cho những tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên có cho mình một kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư hợp lý hơn. Nam Nhâm Tý nên mở lòng nhiều hơn để giải bày và chia sẻ tâm tư của mình. Một khi chí sáng tâm thanh thì mọi sự ắt sẽ được suôn sẻ, đời sống gia đạo từ đó cũng lên hương. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách kiềm chế nóng giận, cố gắng giữ thái độ mềm mỏng trong mọi tình huống. Đây sẽ là cách giúp mọi khúc mắc của quý nam với người bạn đời và con cái nhanh chóng được hóa giải. Theo tử vi tuổi Nhâm Tý, thể trạng và tinh thần của mệnh chủ trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 ở mức ổn định. Tuy năm này, sức khỏe không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, nhưng bản mệnh cũng cần chú ý gìn giữ sức khỏe, hạn chế sử dụng các chất kích thích, bỏ bữa, ăn uống quá nhiều đồ cay nóng. Thay vào đó, nên dành thời gian nhiều hơn để tập thể dục, quây quần bên gia đình, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong 3 tháng cuối năm 2023, vận trình cuộc sống của những con giáp sẽ chịu tác động của cục diện thái tuế là Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn. Trong đó, người sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý phạm hình thái tuế. Trong năm, dù triển khai mưu sự lớn nhỏ thì đều phải tính toán kỹ lưỡng, tốt nhất nên tham khảo thêm ý kiến của các thành viên trong nhà cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực dự kiến triển khai. Năm 2023 là năm phạm tam tai thứ hai của mệnh chủ. Năm này quý nam nên cố gắng hạn chế thay đổi công việc, kế hoạch nào đang dang dở thì toàn tâm toàn ý phát triển, thay vì đứng núi này trông núi nọ, tránh để cuối năm mọi sự đều không được toàn vẹn như ý muốn. Năm 2023, người nam sinh năm 1972 sẽ bước sang tuổi 52, tính cả tuổi mụ. Theo cách tính này thì trong năm Quý Mão thì quý nam không phạm kim lâu. Nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972 không phạm hạn hoang ốc. Khi bước sang năm 2023 Quý Mão, mệnh chủ có thể cân nhắc đến việc triển khai, động thổ, sửa chữa, xây dựng nhà cửa trong năm này. Tuy nhiên, để mọi việc được thuận lợi nhất, bản mệnh nên dành thời gian tìm hiểu thêm về cách hóa giải vận hạn và cục diện thái tuế và tam tai mang đến trước khi triển khai. Riêng với nữ mạng, vận trình sự nghiệp của nữ mạng tuổi Nhâm Tý trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 không có quá nhiều thay đổi lớn, công việc hiện tại của mệnh chủ vẫn trên đà tiến triển một cách suôn sẻ. Đối với quý nữ đang công tác nơi chốn công sở thì năm này sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn. Song, ngoài được phù trợ bởi sao Cát Tinh, Thái Dương, bản mệnh cần tự trau dồi và vận dụng các cơ hội. Khi đối đầu với thử thách, mệnh chủ cần phải thật sự kiên cường và cố gắng phát huy hết năng lực của bản thân. Đối với những người nữ tuổi Nhâm Tý theo đuổi con đường đầu tư kinh doanh thì năm này sẽ có kha khá cơ hội tài lộc được mang đến. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc phần lớn vào tài năng của quý nữ, chỉ cần mệnh chủ tỉ mỉ trong mọi kế hoạch đầu tư, nắm bắt cơ hội kịp thời, tận dụng tốt sự giúp đỡ của quý nhân thì mưu sự lớn nhỏ ắt sẽ thành công. Năm Quý Mão, tài vận của người nữ sinh năm 1972 không có quá nhiều biến động lớn, với mức thu nhập ổn định, cùng kế hoạch chi tiêu hợp lý, mệnh chủ vẫn có được một cuộc sống đủ đầy từ nay tới Tết. Tuy nhiên, năm này, nếu bản mệnh đang thực hiện các phương án đầu tư, kinh doanh thì nên cân nhắc đến việc áp dụng phương pháp cuốn chiếu, kế hoạch thu hồi vốn theo từng giai đoạn sẽ giúp đồng tiền của quý nữ được bảo toàn một cách tốt nhất, tránh chôn vốn, đồng thời phần lợi nhuận thu được từ các dự án cũng sẽ được rõ ràng và cụ thể hơn. Nhìn chung, gia đạo của người nữ sinh năm 1972 tương đối hạnh phúc và yên ấm. Trong 3 tháng cuối năm 2023, sự bình tĩnh và bao dung giúp nữ mạng tuổi Nhâm Tý rất khéo léo trong việc gìn giữ hòa khí gia đình, kết nối các thành viên,
vun vén đời sống tình cảm của mọi người trong nhà. Phương diện sức khỏe của người nữ tuổi Nhâm Tý trong cuối năm 2023 khá ổn định, ít ốm đau, bệnh vặt, song phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nữ Nhâm Tý 1972 nên chú ý ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập luyện thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc mọi ngày và cân nhắc dành thời gian thiền tịnh. Năm này, quý nữ sinh năm 1972 cũng phạm thái tuế, cụ thể là hình thái tuế. Trong năm, hành xử gì cũng nên cẩn trọng, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn cho mình nhiều đường lui. Năm 2023 là năm thứ hai phạm tam tai của người nữ tuổi Nhâm Tý, hạn chế khởi sự các việc trọng đại, cần cẩn trọng hơn trong các giao dịch làm ăn. Năm Quý Mão 2023, nữ Nhâm Tý 52 tuổi âm lịch, không bị tác động của hạn kim lâu. Bước sang năm 2023, người nữ sinh năm 1972 sẽ sang tuổi 52, theo tử vi, mệnh chủ không phạm hạn hoang ốc, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai động thổ, xây dựng nhà cửa trong năm nay. Song để mọi việc được suôn sẻ và hanh thông, quý nữ nên cân nhắc đến các phương pháp hóa giải cục diện thái tuế và tam tai trước khi tiến hành. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Tử Phi học đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Khi nhắc đến tuổi Tý, con giáp đứng đầu trong chuỗi 12 con giáp, người ta thường liên tưởng ngay đến những phẩm chất tuyệt vời của người tuổi Tý như sự nhanh nhạy và khôn khéo. Tuy nhiên, những đặc điểm này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn diện về tuổi Tý. Bạn có từng tìm hiểu về những yếu tố mà tuổi Tý sở hữu để giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống chưa? 1. Tính tình hòa nhã, không thích xung đột. Trong nhiều bộ phim hoạt hình và truyện cổ tích, hình ảnh con chuột thường được đánh động và gắn liền với nhân vật phản diện, sống xó xỉnh, tối tăm, đôi khi thậm chí có nét xấu tính, côn lỏi. Tuy nhiên, ngược lại với hình ảnh đó, tuổi Tý đứng đầu 12 con giáp luôn sở hữu tính cách đáng quý, hòa đồng và thân thiện. Với bản chất thông minh vốn có, tuổi Tý nổi tiếng linh hoạt trong 12 con giáp, mặc dù có vẻ ít nói, nhưng tuổi Tý là người hòa đồng, không mưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điểm nổi bật của họ. 2. Giỏi giao tiếp. Đôi khi bạn sẽ bắt gặp một người tuổi Tý ít nói, nhưng điều này không phản ánh hết thực tế bên trong họ. Tuổi Tý chẳng bao giờ hoàn toàn yên tĩnh như vẻ ngoài họ thể hiện. Đây chính là lý do tại sao người tuổi Tý được yêu mến và có nhiều bạn bè. Những người sinh năm Tý thích tham gia các hội nhóm bạn bè, thậm chí họ còn có xu hướng hình thành bè phái. Bạn nghĩ rằng họ đang cố ý cô lập một ai đó khi hình thành bè phái, như vậy đúng không? Trên thực tế điều này mang lại cảm giác an toàn cho họ khi có nhiều người xung quanh. Họ khao khát một môi trường bạn bè ấm áp và thân thiện. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy người tuổi Tý trong vòng bạn bè hoặc đồng nghiệp, cộng sự thân thiết của mình. 3. Khả năng thích ứng nhanh. Những người sinh năm Tý sẽ đạt được thành công như mong đợi. Dù họ làm gì, ở vị trí dẫn đầu trong 12 con giáp, họ có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng. Tâm hồn phiêu lưu của người tuổi Tý thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, tự tin đối mặt với thách thức cho tới khi đạt được mục tiêu. Bằng sự điềm tĩnh và tinh thần tỉnh táo, cùng với khả năng trực giác nhạy bén, tuổi Tý luôn theo đuổi con đường mình đã chọn. Đồng thời, những biến cố và khó khăn trong cuộc đời chỉ là cơ hội để họ khai thác tài năng thông minh thiên bẩm, liên tục thực hiện những kế hoạch riêng của mình. Để thích nghi với cuộc sống, người tuổi Tý không chỉ đạt được những mục tiêu của họ mà còn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Điều này giúp họ thu hút sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tam hợp, nhị hợp tuổi Nhâm Tý 1972 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Nhị hợp của tuổi Tý chính là tuổi Sửu, vì thủy của tuổi Tý sinh ra mộc của tuổi Sửu, thủy với mộc và ngược lại. Một khi hai con giáp Tý và Sửu đi cùng với nhau thì cũng sẽ tạo ra rất nhiều may mắn trong công việc. Ngoài ra nếu hai con giáp này nên duyên chồng vợ thì họ sẽ rất hòa thuận, hạnh phúc. Tam hợp tuổi Tý là nhóm tam hợp gồm 3 con giáp có tính cách giống nhau. Theo đó, nhóm tam hợp của tuổi Tý sẽ là 3 con giáp Thân, Tý, Thìn, còn được gọi là nhóm kiên trì. Đúng như tên gọi nhóm kiên trì thì đặc trưng tính cách của những con giáp thuộc tam hợp này đều là những người mang trong mình sự đấu tranh mãnh liệt, tinh thần trách nhiệm cao và có tính kiên trì bền bỉ. Họ luôn nỗ lực, rất quyết tâm để đạt được mục tiêu đã đạt ra bằng mọi cách. Có thể nói, họ là những người thích hành động, nói ít làm nhiều, không thích kể lể hay than thở. Ngoài ra, những người thuộc tam hợp tuổi Tý cũng rất tốt bụng, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn.
Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Nhâm Tý 1972 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, vận may rực rỡ, đừng bỏ lỡ thời cơ của mình. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh Nhâm Tý tháng này thuận lợi, khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của con giáp tuổi Nhâm Tý trong tháng 10 năm 2023 này. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt. Thế nhưng, với những ai đang có gia đình, thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa, kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu cho bản mệnh. Tháng này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều. Khi bạn biết cho qua mọi chuyện, hơn ai hết, bạn biết quản lý cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này, bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí có việc người khác đối xử không tốt với mình nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Tử vi sự nghiệp, tháng này bản mệnh dùng hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu con giáp tuổi Nhâm Tý nhé. Nếu có thể, nên tìm cách cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Tử vi tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, lúc này con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên, con giáp tuổi Nhâm Tý nhé. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Tử vi tình duyên, tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch cho thấy tháng này việc quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của bản mệnh. Trong trường hợp nếu phải bộc lộ cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Những lúc hai người xảy ra chút tranh cãi nho nhỏ thì bạn cũng nên dành thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Điều gì khiến bạn trăn trở, hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cùng đối phương sẽ giúp cả hai thấu hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh Nhâm Tý tháng này không thực sự như ý, thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống. Ngoài ra thời tiết này rất cần dưỡng ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể, đừng quên chống nắng, cho dù có những ngày râm mát khiến bạn chủ quan, nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của việc làm việc quá sức, khi bạn tập trung, dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Tử vi tháng 11 năm 2023. Dự báo trong tháng 11 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới sẽ dễ để xảy ra những sai sót thường xuyên. May mắn là có sao Hữu Bật xuất hiện nên sẽ có người giúp sức để cứu bạn ra khỏi những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với những ai giúp mình thì bạn phải trầm trọng việc họ làm. Nhớ phải thể hiện rằng mình lắng nghe, đừng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình rồi phủ định công lao của họ, thì tương lai sẽ chẳng còn ai muốn giúp bạn nữa đâu. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh Nhâm Tý phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn dễ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Nhâm Tý, trong tháng này khá ổn định, nhất là những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được thưởng.
Nhìn chung, có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này. Hãy tận dụng lợi thế khi bạn là con giáp đổi vận 3 tháng cuối năm 2023, đạt được thành công khó ai ngờ. Ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ hiện tại có những dấu hiệu không tích cực cho lắm, có thể hai người liên tục gây mâu thuẫn, tranh cãi vì những việc còn con. Tử vi tháng 12 âm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, khởi sắc rõ rệt nhờ nhiều cát tinh tề tựu. Bước vào tháng 12 năm 2023 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi Nhâm Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này có điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận tháng cuối năm khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, đặc biệt người làm kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong tháng cận Tết này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp, nhờ có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui. Tuy nhiên, do quá bận rộn mải mê với công việc và làm giàu, khi Tết đang đến gần, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe sa sút, do đó bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng hãy khoan dung với mọi chúng sinh. Khoan dung là gì? Khoan dung độ lượng là một kho báu. Nếu một người nắm giữ kho báu này, người đó có thể giải quyết được nhiều rắc rối trên thế giới. Chữ khoan dung nói thì đơn giản, nhưng làm thì khó, bởi khi đối mặt với điều gì đó không tốt cho mình, trong lòng ai cũng sẽ nảy sinh tính ích kỷ, hoặc có thể khó chịu, tức giận hay níu kéo. Bản thân điều này đã là nỗi ám ảnh, và Đức Phật luôn chủ trương muốn con người buông bỏ những nỗi ám ảnh, nên khi đối mặt với điều gì đó không tốt cho mình, hãy bao dung hết sức nếu có thể. Nếu không thể bao dung thì hãy buông bỏ nó và đừng hãy để nó trở thành nỗi ám ảnh của bạn trong tâm trí, để bạn có thể bao dung với chính mình và mọi sinh vật. Vấn đề với con người là họ không thể chịu đựng được tất cả chúng sinh. Nếu bạn không thể tha thứ cho người khác, bạn sẽ thực sự gặp rắc rối. Vì vậy lòng khoan dung phải là vô hạn. Nói cách khác, khi tấm lòng của một người tha thứ cho người khác, đó không phải là chuyện nhất định hay thời điểm cụ thể, mà phải có lòng bao dung vô hạn. Tất cả chúng sinh trên thế giới, kể cả loài vật, đều phải học cách bao dung, bất kể họ có nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.